Tổ trưởng, mắt xích yếu nhất trong tổ chức cứu đói cho người dân những ngày vừa qua. Từ trước tới giờ chúng ta có khuynh hướng là chọn các bác tổ trưởng lớn tuổi, có kinh nghiệm trong đời sống ở khu phố để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ các hộ gia đình. Điều đó rất là hợp lý. Nhưng tuy nhiên trong cái kỳ đại dịch này thì các cái kỹ năng mà để giải quyết vấn đề nó lại là những cái điểm mà không mạnh của các bác tổ trưởng. Ví dụ như là sức khỏe, ví dụ như là nhanh nhẹn, ví dụ như là năng lực về internet của thời đại 4.0 đó, cho nên thành ra rất là nhiều vấn đề sinh ra, bạn thấy không? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng chúng ta bị lỗi ở cái tổ chức tổ trưởng. Thì tổ chức tiếng Trung là tổ chức, tiếng Anh là organization. Chúng ta đã thấy nó sai rồi, chúng ta cần phải cải cách. Cải cách tiếng Trung là cài cỡ, tiếng Anh là overhaul. Đó. Thì chúng ta cải cách bằng cách nào? Chúng ta phải chọn một bạn trẻ để hỗ trợ cho các bác tổ trưởng. Bạn trẻ này thì bạn sẽ có những cái điều mà các bác tổ trưởng sẽ khó lòng mà có được. Đó là cái năng lực về internet. Năng lực tiếng Trung là năng lực, tiếng Anh là ability. Thứ hai là các bạn trẻ này, các bạn có khả năng về cái smartphone, nó sử dụng smartphone điều khiển rồi đó, nó mạnh hơn. Thì cái đó là điện thoại, tiếng Trung là điện thoại, tiếng Anh là telephone. Và máy tính, máy tính thì tiếng Anh là computer, tiếng Trung là điện não, tức là điện não đó, Đó, và một cái rất là quan trọng nữa là các bạn trẻ, các bạn không có sợ va chạm. Tại vì người lớn tuổi thì họ sẽ không có nhu cầu va chạm nữa. Thì các bạn trẻ bạn có dũng khí đó. Thì dũng khí, tiếng Trung là dũng chí, tiếng Anh là brave hoặc là courage. Đó, nếu chúng ta không có người như vậy để hỗ trợ cho các bác tổ trưởng, thì cho dù các bác tổ trưởng có muốn làm gì đang đi chăng nữa, thì cũng lực bất tòng tâm, gọi là lý bu tổng xin. Đó, các bạn thấy không? Thì các bạn trẻ này, chúng ta có thể chọn một trong hai dạng người sau đây. Một là các bạn mà đã chích được hai mũi vaccine rồi thì các bạn không có bị nhiễm nữa, các bạn ok hơn, hoặc là các bạn bị hạn chế cái việc nhiễm. Và hai là các bạn mà đã F0 á, mà đã lành lại rồi, mà có sức khỏe thì chọn đó, thì đó sẽ giúp ở đỡ rất nhiều, các bạn thấy không? Thì các bạn không cải cách thì chúng ta sẽ bị giống như Mỹ với là Israel á, tức là hai nước này á, là họ đã chích vaccine rất là nhiều rồi, nhưng mà họ lại bùng dịch, và chúng ta phải nhìn được cái bài học đó. Cảm ơn các bạn.